mà em chạy vậy coi có nhớ đường không đó. Nhớ chứ, chỗ bán khóm hả, không có gì vô trong kia có nhỏ bán chôm chôm ngon lắm. Chắc không đó nghe, chạy hồi lộn đường đi. Chắc chứ. Vậy thôi mình vô tổng đi, vô tổng coi có không. Chịu khó kiếm. Chưa? Nó có sai đâu. Chôm chôm tươi quá anh. Ủa mà sao chôm chôm ngon vậy mà chị không bán ngoài đường lớn, đem đây bán gì vậy? Trời ơi, để em nói cho anh chị nghe. Tại vì chôm chôm của em nó ngon, đặc biệt dữ lắm. Số lượng có hạn nữa, hiểu không? Bữa mà bán ngoài kia đắt quá, người ta chen chúc, người ta giành giật, người ta lộn luôn á. Thôi cho nên em để vô đây thì ai biết thì khách mối rồi đó. Biết thì vô cho nó lành. Dạ, cho người ta đỡ giành đó. Em ăn mấy ký? Em ăn 4 kg, lấy em 4 kg đi chị. 4 kg ha. Dạ, lấy em 4 kg đi. 4 kg đó. Khoan, khoan, khoan. Lấy em 2 kg thôi. 2 kg thì nửa thúng. Thôi lấy nguyên lấy thúng 4 kg. Lấy em 4 kg đi chị, 4 kg thôi. 2 kg thôi. 4 kg. 4 kg ăn đâu có hết. Nhưng mà em ăn hết, đã nói đường xa. Có chùm chùm mình đã lặn lội vô tới đây rồi. Sao mà em cứ kể anh vậy? Mình mua 4 kg về mình để nhà mình ăn. Sao? Về nhà mẹ nấu cơm nhà kìa, ăn 2 kg thôi. Thì cơm mì chiều mẹ nấu thì ăn, còn này em ăn trắng miệng, buổi tối em ăn. Không được. Anh nói hết. Anh nói 2 kg là 2 kg. Em nói chị được lấy hết. Lấy em 4 kg. 2 kg. 4 kg. Dạ chị có bán 2 kg không? Bán, em trả tiền, em lấy em 4 kg. Bây giờ 2 hay 4? 4. Con trai quay vậy. Dẹp mẹ đi. Chồng gì á? Mệt quá. Ủa. Dẹp luôn ơi. Ủa hết thức ăn rồi. Ủa chưa mở hàng luôn à. Anh người xứ nào tới đây vậy? À tôi ở trên Đô Thành á, bữa nay tôi xuống Vĩnh Long để thăm bạn Hiền. À được rồi, tới đây được rồi. À, anh có gấp gì không? Không, cũng không gấp gì hết á. Vậy hả, vậy có gì đậu ở đây đợi tôi đi. Tôi vô tôi thăm bạn tôi rồi cái có gì tôi ra tôi đi công chuyện luôn rồi tôi gửi thêm cho ha. Dạ, gửi thêm chuyện ha. Ờ ok. Ừ. Ôi xù ghê, mới sáng sớm chưa mở hàng, thiệt tình hai cái vợ chồng. Tiên. Dạ, anh mua chôm chôm hả? Ừ, nhớ anh không? Anh không nhớ. Không nhớ hả? Ừ. Anh Châu Thanh nè. Anh Châu Thanh. Anh Châu Thanh, bạn thân của anh Châu Tuấn nè. Em là em gái của anh Châu Tuấn đúng không? Dạ đúng. Châu Ngọc Tiên. Đúng rồi. Hồi đó anh xuống chơi là em có bé xíu vậy nè. Vậy hả? Em lẩm đẩm theo anh với anh Tuấn hái chôm chôm á, nhớ không? À, hình như em nhớ mày mày rồi đó. Ừ, xong rồi cái anh ra trường, cái thằng Châu Tuấn ra trường mà anh hai nó đi làm. Xong rồi cái không có thời gian, anh không có về đi chơi. Xong rồi mấy bữa nay á, anh coi trên mạng, anh thấy sao em nổi quá trời luôn. Xong mà bán chôm chôm mà đi ra ngoài đường bán, rồi xong ta giành giật, ta đánh lộn quá trời. Xong rồi cái em đi vô trong hẻm đây, trong hốc rồi em bán. Xong người ta cũng vô, người ta mua, người ta đánh lộn nữa. Sao mà làm gì mà nổi tiếng quá vậy? Ồ, anh cũng cập giật lẹ quá ha. Chứ sao? Trời ơi, đúng rồi thì vậy đó. À. Trời, tại vì chôm chôm em hả, hàng hiếm mà độc lạ đó. Bao ngon, bao ngọt luôn, ăn mà không giống chôm chôm bình thường. Vậy hả? Ngày là em bán 5 tấn không đó, mà sáng giờ bán hết còn như đây á. Trời ơi, ngon quá vậy. Ăn không? Anh ăn không? Anh lấy ăn chứ, đi. Ăn chứ. Còn 4 kg. Nó nghe nè. Ba mẹ khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn anh. Rồi Tuấn khỏe không? Khỏe. Ủa anh bạn thân mà anh có liên lạc. Lâu quá không liên lạc. Ủa vậy hả? Ừ. Mà em còn có nhớ cái hồi mùa chôm chôm hồi trước không? Nhớ chứ. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi Đô Thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Đình mèn xuôi khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Tiếng cười thay tiếng nói, lời vui thay tiếng chào luyến trong theo tà áo. Để rồi nghe vẫn vương khi hay người bạn ấy có cô em là nàng.
rồi từ đấy có nhau, sớm chiều lời hẹn hò kết chặt tình ban sơ. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến, gửi trao nhau mối duyên đầu. Mong cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa em sang sông vào vườn chôm chôm chín bằng xuồng ghe máy đôi tơ. Vườn say trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa. Tương lai mình như thế, anh đi làm ông giáo, còn em mua bán chôm chôm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rộ thắm như hoa hàng tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mong ước, yêu thương răng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lễ Phật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về giăng lối, tình đẹp mùa chôm chôm. Mong cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa em sang sông vào vườn chôm chôm chín bằng xuồng ghe máy đôi tơ. Vườn say trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa. Tương lai mình như thế, anh đi làm ông giáo, còn em mua bán chôm chôm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rộ thắm như hoa hàng tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mong ước, yêu thương răng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lễ Phật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về giăng lối, tình đẹp mùa chôm chôm. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về giăng lối, tình đẹp mùa chôm chôm. Thôi em bán đi nha. Ủa? Anh có lấy chôm chôm không? Không, giờ anh về Đô Thành liền. Tại anh cũng bận công chuyện á. Làm xuống anh hát một bài vậy anh đi. Ừ, tự nhiên thấy em bán chôm chôm thấy dễ thương quá, xuống hát với em bài rồi đi về à. Hai bữa nào gặp anh. Ủa mà là nha. Ủa? Anh về á. Ủa? Dạ anh chở em về anh ơi. Thanh. Dạ về chứ, về liền. Trời đất ơi, gì vậy trời. Về bận công chuyện lu bu á. Tranh thủ xuống hát một bài về chứ. Không có thời gian. Tự nhiên bán ơi, buôn mai bán đất nha con. Nhanh đi chạy rồi anh ơi. Ủa bữa nay sao vậy ta ha? Sáng thì gặp hai vợ chồng kia đứng hỏi đã không mua, giờ gặp ông này trời ơi, tôi ngồi tôi ăn hết rổ chôm chôm cho rồi, mệt ghê vậy đó, chán thiệt chứ.